Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh chị, người mới sử dụng bốt nhé. Đầu tiên, anh chị vào đây để tạo quản lý vốn trước nhé. Sau đó, anh chị bấm vào chiến lược mới. Tên chiến lược, anh chị ghi sao cho dễ nhớ là được. Có rất nhiều các quản lý vốn khác nhau, anh chị hãy chọn vào đây. sau đó sửa vốn theo ý mình, có thể thêm số không ở trước được nhé. Chọn tăng giá trị khi thua. Sau đó bấm lưu chiến lược. Anh chị chọn vào đây để chuyển đổi tài khoản demo hoặc tài khoản thực. Sau đó bấm vào đây để tạo cấu hình. Tên gói anh chị ghi sao cho dễ nhớ mình sẽ ghi bút 1. Khoản đầu tư, mình ghi 32. Chỗ tín hiệu, mình sẽ tìm chữ te la và chọn vào. Sau đó mình sẽ tìm con bút 1. Mình sẽ chọn con bút một này và bấm vào chữ link bên dưới để xem lịch sử của nó bên tè la gam. Đây là lịch sử của nó. Sau đó, anh chị bấm vào chiến lược vốn bên dưới, tìm cái lúc này mình đã tạo. Anh chị chọn vào đây để cài chốt lãi và lỗ. Sau đó bấm chữ bước tiếp theo. Kiểm tra thấy ông okay, kê, bấm xác nhận và lưu. Sau đó bấm chạy gói ngay là xong. Rồi ông okay, kê, thế là xong, anh chị nào có thắc mắc liên hệ mình để được hỗ trợ nhé. Cuối cùng, bấm vào đây, để xem lịch sự của nó.